thân ai, kính chào quý đệ tử chúa kính chào hội thánh cảm ơn đệ tử chúa cảm ơn hội thánh đã cho tôi có cơ hội đến thăm và được thọ phượng những giây phút rất là ngọt ngào với hội thánh của chúa và hơn thế nữa giờ này được tâm tình lời chúa với quý vị đây là một đặc ân thật lớn mà chúa dành cho tôi buổi sáng ngày hôm nay ước ao đức thánh linh là đấng ở đây để ban phước cho chúng ta giờ phút đặc biệt này amen À, trước khi chúng ta nghe lời Chúa Xin hiệp ý với tôi một lần nữa Trong sự cầu nguyện Thì cha yêu dấu của chúng con Cảm ơn Ngài vì những giây phút Thật là phước hạnh ngọt ngào Vì sự chúc phước Vì sự hiện diện của Ngài ở đây với chúng con Mà chúng con có được trong giờ phút này Cha ơi giờ này chúng con đến với lời của Ngài Thánh Linh ơi Ngài là đã nuôi dưỡng chúng con Trong suốt nhiều năm tháng vừa qua bởi lời sự sống của Ngài và buổi sáng ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngài ở đây dùng lời của Ngài để dạy dỗ chúng con. Ước ao qua lời của Ngài, mỗi đời sống của chúng con sẽ được thay đổi, được dứt giấy, được nóng cháy để bước đi với Ngài. Con cảm ơn Ngài. Mời Thánh Linh của Chúa là giáo sư cho chúng con trong giờ phút đặc biệt này. Để giúp đỡ cho người chia sẻ, người nghe rập ràng trong ơn của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài và chúng con hiệp kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. kính thưa quý đại tế chúa, kính thưa hội thánh, lâu dần theo thời gian, nhiều cơ đốc nhân chúng ta đánh mất đi cái sự nóng cháy mạnh mẽ khi bước đi với chúa. Nhiều người trong chúng ta đã đánh mất đi không biết từ bao giờ đánh mất đi cái sự gần gũi mật thiết ngọt ngào với ngài mà không biết lý do tại sao. Và chúng ta cũng không biết từ khi nào chúng ta đánh mất đi cái sự bứt phá trong đời sống đức tin khi chúng ta bước đi với ngài lâu lắm rồi chúng ta cũng không trải nghiệm được những sự phép lạ này qua phép lạ khác khi bước đi với chúa nữa mặc dù tuần nào chúng ta cũng có mặt ở nhà thờ và chúng ta cũng tham gia tích cực rất nhiều công việc của hội thánh chúng ta cũng tham gia vào vòng canh nhưng có một cái điều gì đó hình như nó có gia mãm cột trói và trì kéo chúng ta làm cho chúng ta ngăn cách với Chúa không thể đến gần với Ngài được. Làm thế nào để hóa giải tình trạng bế tắc tắc trên? Làm sao để tâm linh của chúng ta có thể bứt phá mới trong đời sống được tin khi bước đi theo Ngài đây? Và nhân được học lời Chúa với hội thánh buổi sáng ngày hôm nay, tôi muốn chúng ta suy gẫm một đoạn kinh thánh kinh điển được chép ở trong phúc à, trong uh, sách Thiên Tri Esai từ chương 6 từ câu 1 đến câu 8 với chủ đề là sự bứt phá vĩ đại của Thiên Tri Esai. Chúng ta cùng dở ra và cùng nhau suy gẫm đoạn kinh thánh này. Đây là một đoạn kinh thánh kinh điển có sự dạy dỗ rất nhiều sự dạy dỗ đặc biệt khác nhau Chính vì lẽ đó mà tôi thiết nghĩ hội thánh mớ của chúng ta trong những ngày qua đã từng được nghe rất nhiều những mục sư, những tôi tớ đầy ơn của Chúa giảng cho chúng ta với nhiều những cái chủ đề hấp dẫn lôi cuốn và những cái sự dạy dỗ độc đáo khác nhau. Tuy nhiên, buổi sáng ngày hôm nay tôi muốn tâm tình với hội thánh vài điều mà Chúa dạy cho tôi qua tiểu đoàn kinh thánh này. Điều thứ nhất cho chúng ta thấy Esai là gì Esai có nghĩa là chúa cứu hay đức dơ va giải cứu Esai sinh ra trong một gia đình hoàng tộc thuộc vương triều của vua ô xia ông cũng là bà con thúc bá của vua ô xia Esai cũng là một thuộc tầng lớp thượng lưu à, và kiến thức của ông rất sâu rộng, rộng và uyên bác Esai được chúa sử dụng một cách hết sức đặc biệt để luôn tuyên bố những sứ điệp cấp bách cho tuyển dân juda và cái thời gian esai phục vụ chúa rất là lâu hầu như gần 60 năm trong chức vụ và trong 60 năm trong chức vụ đó trải qua bốn đời vua osia acha Jotham và ezechia ông qua đời lúc hơn 80 mươi tuổi esai cũng là một vị tiên tri tiên tri hết sức chính xác về đấng cứu thế và cũng mặc khải cho chúng ta thấy một số viễn cảnh về ngày cuối rốt của thế giới này chính vì vậy mà Esai được mệnh danh là ông hoàng của các tiên tri trong thời cụ ước và nếu chúng ta đọc sách tiên tri Esai từ chương 1 tới chương 5 cho chúng ta thấy Esai cũng xác định được vị trí của mình là một tiên tri được Chúa kêu gọi ông cũng có một bài mặt khải lúc bấy giờ và hết sức nóng cháy và trung tính trong công việc rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Nhưng vì chưa gặp Chúa, nên Esai cũng chỉ là một vị tiên tri tầm thường, không tên, không tuổi và không được nhiều người biết đến. Tại vì sao? Vì vẫn còn một ô xia tồn tại ở trong nước. Vẫn còn một ô xia tồn tại ở tại đó làm cho chức vụ của Esai, đức tin của Esai không kinh nghiệm sự bứt phá trong chức vụ của mình được. Vậy Osir là ai? Phải chăng Osir là một vị vua gian ác, cấm đoán rất là khốc liệt, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống đức tin của Esai chăng? Không. Ngược lại nữa, Osir là một vị vua rất là nổi tiếng, và làm tấm gương sáng chói cho đất nước juda ông là một người thành công vượt bực ngay từ khi còn rất nhỏ tiếng tâm của Osia lẫy lừng khắp trốn là một minh quân đã đưa đất nước juda đến thời kỳ cực thịnh trong cổ sự do thái và cũng là một thiên tài đa diện với sự lãnh đạo của Osia đất nước juda cường thịnh về mọi mặt quý vị về chính trị tất cả những nước lân bang thay vì không dám đánh Judah mà còn phải triều cống cho Osi hàng năm nữa và về quân sự có một đội quân bất chiến bất thắng đi đến đâu chiến thắng đến đó và được trang bị bởi một cái loại vũ khí tối hảo lúc bây giờ ôi về công nghiệp có nhiều kỹ sư tài giỏi chế ra những máy móc rất là hiện đại. Về nông nghiệp có những bầy gia súc đông đúc và canh nông rất là thành công. Những vụ mùa hàng năm rất là bội thu. Chính vì vậy chẳng mấy chốc ô trở thành thần tượng cho đất nước Judah và trong đó không loại trừ tiên tri Esai. Osia lần hồi theo thời gian trở thành một cái hình tượng, một trung tâm và sự tập trú của toàn dân Judah và chính cuộc đời của Esai cũng vậy. Nên ngày nào mà Osia vẫn còn, thì Esai không thể thấy Chúa ngồi trên ngai cao sang được. Đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta tin Chúa thật là lâu, nhưng mà chúng ta chẳng kinh nghiệm sự bứt phá nào trong cuộc sống được chúng ta không biết lý do tại sao phải chăng có một ô nào đó đang lưu trú trong đời sống của chúng ta là thủ phạm trì kéo ngăn trở để chúng ta không thể đến gần với chúa được có thể ô đó ngày nay là sự cay đắng sự cố chấp hay là một cái sự tổn thương lớn nào đó mà người nào đó gây ra cho chính đời sống mình mà không thể quên được hay là cơm áo gạo tiền hay là chiếc điện thoại Quý vị, chiếc điện thoại của chúng ta đôi lúc nó cũng là ô xia đó quý vị. <laughs> dễ, dễ lắm quý vị. Tôi thấy từ cái hồi mà điện thoại thông minh được phổ biến đến bây giờ, tôi thấy lòng yêu Chúa của nhiều con cái Chúa xuống dốc. Chúng ta có thể ngồi hàng giờ ở trên Facebook được, nhưng mà không có thời gian để kết nối với Chúa trong chỗ cầu nguyện. Chúng ta có thể ngồi hàng buổi, hàng ngày ở trên Facebook. Nhưng mà chúng ta không có thời gian để trao dồi và nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời cho chính đời sống của mình. Rảnh ra một cái là bắt đầu chụp điện thoại lên Face Rảnh một cái là lên Face Có nhiều khi chúng ta ghiền đến nỗi mà Trước khi ăn chúng ta cũng phải cúng Facebook Cái là bắt đầu chúng ta mới ăn được hãy thấy có điều gì hơi lạ lạ bắt cái là cũng phải chụp một cái đưa lên phay rồi, rồi bắt đầu mới tiếp tục làm được quý vị chính cái này nếu nó là thủ phạm ngăn trở đời sống đức tin của chúng ta thì quý vị phải trục sức phải lia bỏ nó chú ơi quý vị ơi chứ nếu để nó thì Đời sống của chúng ta mãi mãi chỉ là một tín đồ tâm thương của hội thánh mơ ước đến lau ghế nhà thờ mà thôi. Chúng ta có thể đề tính Chúa hàng chục năm nhưng mà chúng ta cũng cứ như vậy. Tôi cũng chỉ như vậy. Lý do tại sao vậy? Vẫn còn một ô xia nào đó nó ngăn trở chúng ta đối với Chúa. Có thể cơm áo gạo tiền đó là cái sự tập chú của chúng ta nhiều hơn đối với Chúa chăng? Và lời Chúa Giêsu cũng đã cảnh báo như thế nào? Sự lo lắng về đời này làm cho nghẹt ngòi đạo. Và chính sự lo lắng đó là cũng là thủ phạm là ô xia cần lối bỏ ra khỏi đời sống của chúng ta. Có những khi mà chúng ta cay đắng một người nào đó Nhắm mắt chúng ta cũng thấy mặt Đi chợ chúng ta cũng thấy mặt Rửa mặt chúng ta cũng thấy mặt Và đi đâu chúng ta cũng thấy mặt Cái đó là xong đời rồi Đó chính là thủ phạm Bằng mọi giá chúng ta phải loại trừ ra khỏi đời sống của chúng ta à biết Nếu để nó lưu trú và tồn tại lâu ngày trong đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ không bao giờ có một đời sống trải nghiệm bực phá và những kinh nghiệm ngọt ngào mới mẹ khi đồng hành với Chúa được năm này tháng khác chúng ta cũng chỉ có vậy thôi giống như Esai thôi trong năm chương đầu chúng ta thấy ông cũng là một tiên tri nhưng mà chỉ là một tiên tri hết sức bình thường nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng Chúa cứu chúng ta bằng giá cao chứ không phải ít uh, bằng giá trị tiền bạc đâu quý vị bằng chính mạng sống của ngài và Ngài có một cái chương trình vĩ đại cho đời sống của chúng ta Và Ngài có một định mệnh cao quý Làm cho chúng ta trở thành những chứng nhân phi thường cho Ngài Là con người vĩ đại của Ngài ở thế gian này Nhưng mà sợ dĩ chúng ta chưa khám phá được vì có một ô xi nào đó Có một thủ phạm nào đó Đang gian hạm, đang trì kéo Đang ngăn trở mọi đời sống của chúng ta Giống như Ê Sai về đó Mà cho đến khi vua ô -xia băng hà đó là lúc mà esai thấy chúa một cách cá nhân cho trên đời sống của mình và khi đứng trước sự hiện diện của chúa esai thốt lên những cái lời thật là nói sao ta ông thốt lên khổ nạn cho tôi xong đời tôi rồi trước đây qua từ đoạn 1 tới đoạn 5 chúng ta thấy Esai thường xuyên công kích tội lỗi dân sự phải không ạ? Nhưng mà khi đứng trước sự hiện diện của Chúa Esai tỏ ra hết sức khiêm nhường Đứng trước sự thánh khiết của Chúa Không ai có thể đứng nổi hết quý vị ơi Ông nói khốn nạn cho tôi xong đời tôi rồi Vì tôi là mỗi người có môi ô uế Ở giữa một giống dân có môi ô uế và cái dấu hiệu của một người có đời sống gần gũi với Chúa đó là sự khiêm nhường. Amen. 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 Hãy dỗ dai ngồi bên cạnh dấu dấu hiệu của một người gần gũi với Chúa đó là sự khiêm nhường. Một người mà lúc nào cũng đi ở ngực Cái gì cũng tôi, cái gì cũng tôi Hết là coi chừng gần ai Chứ không phải gần Chúa Amen gần oxy nhiều hơn gần chúa <laughs> à, thành tựu hãy bước đi trong sự khiêm nhường để mọi người thấy cha của chúng ta à, và ngay trong cái chỗ sự hiện diện của chúa đó ê sai khám phá ra định mệnh của chính mình chúa chọn một ê sai không phải chỉ trở thành một người tiên tri bình thường mà là một đại tiên tri cho đức chúa trời là một người vĩ đại Một tiên tri vĩ đại cho Đức Chúa Trời Trong thời kỳ của ước Là những con người Hết sức đặc biệt để công bố những sứ điệp Cấp bách trò tuyển dân dù đà Ngày hôm nay cũng vậy Chúa mua chuộc chúng ta với giá cao Và Chúa định cho chúng ta Có một giá trị cao quý Một định mệnh Hết sức lớn lao Nhưng mà sợ gì chúng ta không khám phá ra được Tại vì cũng còn một ô xi nào đó làm cho chúng ta không thể đến gần với Chúa được, chúng ta không thấy được định mệnh của chính mình. này chúng ta cứ nghĩ ô, các cuộc đời tôi vậy quá, các Chúa chọn tôi chỉ là một tín đồ bình thường của Hồ Thánh ước quá thôi. Thôi kệ, ráng cố gắng trung tính nhóm, chờ ngày Chúa tái lâm. phải vậy không ạ? À? không. Chúa chọn chúng ta Để đặt chúng ta vào một cái vị trí vĩ đại Ở tại thế gian này Là một người tâm thương Chúa cứu tụ chúng ta Để đặt chúng ta vào một cái vị trí phi thường Cho vương quốc của Đức Chúa Trời Tại thế gian này Những chức năng đầy rất quyền Những con người đầy ơn Amen Biết đâu được giữa vòng chúng ta Có những chủ tịch tập đoàn Vượt hơn cả Samsung Toyota, Honda và có thể vượt hơn cả là Amazon, Facebook và ngay hàng về sau thì sao? Amen. Yeah. À, yeah. Tại sao không chứ? Yeah. Chúng ta nhớ câu chuyện của Salomon không? Ông cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Nhưng khi gặp Chúa, ông thấy được định mệnh của chính mình là một vị vua khôn ngoan, giàu sang nhất trong cổ sự do thái. Trước đó chưa ai có. Và sau này cũng không ai bằng. Elamus cũng không bằng nữa. Chúng ta đâu biết được. Biết đâu có một anh chị nào đó ngồi đây. Sau này sẽ vượt xa hơn cả Elamus thì sao? Amen. Chúng ta hãy vô tay chào đón điều đó đi. Không điều gì là không thể. Quý vị, Amen. Cũng có thể một anh chị nào đó ở đây sau này sẽ là một nhà truyền giáo vĩ đại của đức chúa trời Trụ du khắp thiên hạ để rao truyền phúc âm của chúa hàng triệu người tin chúa và chức vụ của chúng ta biết đâu có những người có đặc ơn đặc biệt ở đây trong cái khả năng trang bày và lãnh đạo kiệt sức của đức chúa trời đang dự bị ở tại đây có thể trang bày hàng triệu người chẳng hạn điều gì là không thể có những người Ờ, okay. chắc tôi già rồi Giờ này lớn tuổi rồi Chắc Chúa chọn tôi vậy thôi Chỉ là người bình thường tín đồ tầm thường của Hồ Thánh mơ ước thôi Có mặt mỗi tuần nhốt vậy là đủ rồi Không phải đâu quý vị Chúa cho Chúa có một cái định mệnh hết sức đặc biệt cho chúng ta Có thể chúng ta là già trước mặt mọi người Nhưng mà đối với Chúa không có già Amen à Amen bên, à bên biết đâu Chúa cho mình khám phá ra định mệnh của mình là một người có ơn đủ quỷ sức thần luôn đi đến đâu người ta không được lành nhưng mà quà chúng ta chỉ ghé tai nó nhỏ cái Nhân dành Chúa xu tôi nói với ma quỷ ra khỏi người này người ta giật ngửa ra là được giải phóng cả dòng họ của họ chạy đến đây để thờ phượng chúa Amen. tại sao không chứ có những người bác sĩ nói câu thôi về có gì ăn nấy đi <laughs> mà tự nhiên có một người già cả nào đó tưởng như là xong rồi đó nhưng mà có cái ơn rất là đặc biệt rờ đầu người ta cái là chúa chữa lành liền à biết ô bệnh nan y bệnh ung thư đến chúng ta rờ cả được chúa chữa lành ô không phải một người tên chúa mà tiếng lành đồn xa nhiều người sẽ chạy đến đây thờ phượng chúa với chúng ta làm cho hội thánh mơ ước nhóm hàng mươi sức luôn amen chúng ta vỗ tay chào đón điều đó đi tại sao không chứ tại vì chúng ta chưa gặp gỡ chúa Tại vì vẫn còn một ô xia nào đó ngăn chặn chúng ta Để chúng ta không thấy được cái vị trí Và đền mệnh của chúng ta Trong y môn của Ngài Không ai là tầm thường hết Vỗ dai người bên cạnh đi anh chị là người phi thường của Đức Chúa Trời Chúng ta nhớ câu chuyện của Mô-xê không? Khi ông ở trong đồng vắng ma đi ăn Ông đang chăn chiên cho ông gia của mình Vào cái tuổi 80 mươi quý vị Chúng ta có, ở đây có ai 80 tuổi không? Không có phải không ạ? Nhưng mà mô xe 80 quý vị Ông Trăng chiên mà không phải là chiên của mình nữa Trăng thuê cho ông gia của mình Để mưu sinh hàng ngày Một con người bất lực với hai bằng tay trắng Trong cái lúc già nua tuổi tác môi xe có nhiều lúc kinh thánh không có ghi Nhưng mà tôi thiết nghĩ Cỡ đó thì ông cũng thấm thía cuộc đời lắm Nhiều lúc ông nói Đời mình chắc chấm hết ở đây quá Tới tuổi 80 rồi còn gì nữa <laughs> Phải không ạ à? Thôi chờ ngày về Miền Vinh Hiển thôi Thế còn sống còn ăn Thì cũng phải bừa Phải 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 cài thôi Đi chăn chiên cho ông gia để nuôi sống Chính mình với gia đình của mình Làm được gì thì cứ làm thôi Cuộc đời mình chắc Chúa tạo dựng như vậy quá Chắc là cuộc đời mình là, là nó như vậy quá Qua bao nhiêu những thăng trầm của cuộc sống Lên cao rồi xuống thấp giờ này chắc Chúa muốn mình kết thúc ở cái tuổi già bất lực hai bàn tay trắng này quá tơi tơ Tôi thiết nghĩ đôi lúc xe cũng có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng mà khi ở tại bụi gai cháy, khi đối diện trước mặt Chúa, ông khám phá ra định mệnh của mình, không phải Chúa chọn ông, cứu chuộc ông, để có một cái chương trình cho ông là một người tâm thường thất bại và chết trong già nua tuổi tác mà là trở thành một người lãnh đạo thiên tài của đất nước giọt hay ngày hôm nay cũng vậy quý vị đôi lúc ma quỷ cũng rỉ tai hết thôi bảo chúng ta nói ôi chắc tôi vậy quá không có bằng cấp không ai biết tôi hết chỉ là người tầm thường thôi chắc là tín đồ bình thường của mơ ước thôi các anh chị các người có tài năng lên đánh đờn hay là người làm nhân sự tổ trưởng tổ tế bào tổ trưởng tổ khu vực còn mình chắc không có gì chân chắc là bình thường vậy chờ cái ngày Chúa tái lâm thì về với Chúa quá không phải về đâu quý vị Một xe cũng đã có nhưng lúc tôi thiết nghĩ cũng nghĩ giống như chúng ta nhưng không có nghĩa vậy là chúng ta chết trong sự tâm thương yếu đuối thất bại mà là người phi thường cho được chúa trời không ai giống ai đó chúng ta thấy không bằng tay của chúng ta cái vân tay trong chúng ta cũng không ai giống ai đó thành thử ra chúa có một định mệnh hết sức vĩ đại cho mỗi cá nhân của chúng ta cho dù chúng ta già hay là chúng ta trẻ mỗi người chúng ta đều có một định mệnh cao quý của đức chúa trời không ai là bỏ đi không ai là tầm thường hết là người phi thường hết đó quý vị Tất cả những người Phi thường Họ bắt đầu từ người tầm thường hết Chúng ta nhớ cuộc đời của David không David là một cậu thiếu niên Bị bỏ quên quý vị Các anh được học Có bằng cấp Có uh, hiểu biết Được lên kinh làm quan chức Làm phò tá cho sau lơ còn David thì sao? Ở nhà chăn chiên Cái nghề thấp nhất trong xã hội lúc bấy giờ Và ông là một người chả có gì đặc biệt hết á Thậm chí còn bị cha mình, anh em mình bỏ quên Ngay cái ngày mà Samuel đến xích dầu cho gia đình mà cho à, Đến với gia đình mà Ngày trọng đại như vậy mà không không ai nhớ đến ông nữa Người bị bỏ quên Nhưng quý vị biết không David có một đời sống kết nối với đấng phi thường. Nên Chúa đã móc ông ra khỏi góc rừng Do Thái, đặt ông lên một cái ngai vị cao nhất, đó là vua của đất nước Israel, là nguồn phước của đất nước Israel quý vị. Thành thử ra, Chúa không chọn David để trở thành một gã trăng chiên tầm thường, không tên, không tuổi, ở trong góc rừng Do Thái. Mà là Chúa chọn một David để trở thành nguồn phước cho đất nước Israel. Hành thử ra ngày hôm nay cũng vậy. Chúa chọn chúng ta để trở thành nguồn phước cho đất nước Việt Nam này. Amen. Hãy vỗ tay người bên cạnh nói là anh chị là nguồn phước cho đất nước này. Ai tin điều đó đó Hãy vỗ tay chào đón điều đó từ xa đi quý vị. chúng ta thay follow không? Follow, chúa đâu có chọn ông? Chúa đâu có chuẩn bị ông để trở thành một nhà lãnh đạo uh, tiềm năng của do Thái giáo đâu? Để đi chuyên môn đi chi lùng tàn hại anh em mình đâu? Mà Chúa chọn một Phaolô sau lơ để trở thành một Phaolô cho Đức Chúa Trời, một nhà truyền giáo vĩ đại của thế giới thử ra ngày hôm nay cũng vậy thôi Ở trong chúng ta có nhiều lúc Xin Chúa giúp chúng ta xóa đi Những cái sự suy nghĩ tiêu cực Ra khỏi đời sống của chúng ta đây Amen, Amen. Trước đây tôi cũng nghĩ giống vậy đó bà con Ở đây có Tô tớ của Chúa Có một sư thu là có cô Nhung biết tôi rành lắm Trước khi tên Chúa tôi sống tiêu cực lắm Thậm chí có những lúc tôi nghĩ Cuộc đời mình chắc chấm hết đây tôi tìm đường đi tự tử tôi đi tu đã rồi tôi tìm cách tôi tự tử nhưng mà cảm ơn chúa <laughs> chúa cứu tôi hồi xưa tôi nhớ cái ngày mà à, tôi tin chúa được mấy ngày thầy tôi dẫn tôi đến hội thánh salom ở bên hạt ngọt á rồi kêu tôi làm chứng tôi khóc luôn tôi làm chứng không được đứng trước đám đông tôi sợ quá tôi khóc luôn tôi không biết nói gì luôn nhưng mà bây giờ cảm ơn Chúa dặm đứng trước quý vị để tâm tin lời Chúa quý vị đây là một phép lạ bé nhờ đâu quý vị nhờ tôi khám phá ra định mệnh của mình khi đến với Chúa amen. à bé quý vị cũng vậy thôi đức Chúa trời của tôi đức Chúa trời của mô se của Ê-sai đức Chúa trời của David cũng là đức Chúa trời của chúng ta à bé hãy vỗ tay ngợi khen Chúa Không ai là tầm thường Không ai là bỏ đi hết Cũng không ai là quá trầm trễ Quý vị Hãy loại trừ ô xia Hãy tống đuổi ô xia ra khỏi đời sống của mình Bằng mọi giá Đó là sự sống còn của chúng ta Để chúng ta có một đời sống kết nối gần gũi với Chúa Có một đời sống bức phá với Chúa Và tại nơi gần gũi với Chúa không ai mà ở gần với đất phi thường mà chúng ta cứ mãi tầm thường hết á Amen. Chúng ta thấy Phê-rơ một người phủ lành nghề dốt nát không học. Không có ai bình thường giống như Phê-rơ ở đây hết á Chúng ta còn được học nhưng mà Phê-rơ không có chữ. Là một ngư phủ ở Galilee Một cái xứ sở không có tên Không có gì đặc biệt hết á nhưng mà trở thành một nhà lãnh đạo Kiệt sức của Hồ Thành đầu tiên Một con người từ tâm thường trở thành phí thường Đầy năng quyền Làm cho cả đất nước Israel Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Thành thử ra quý vị Ngày hôm nay Tôi ước mong sứ điệp này Sẽ phá vỡ đi những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong mọi đời sống của chúng ta Để bằng mọi giá Chúng ta hãy loại trừ những cái thú vui tội lỗi hay những cái điều gì đó hay là những ô xia nào đó vẫn còn cư trú trong đời sống của chúng ta khiến cho chúng ta không bứt phá trong đời sống tâm linh được hãy ra khỏi để rồi chúng ta kết nối với Chúa gần gũi với đất phi thường để chúng ta trở thành những chứng nhân phi thường những người đầy ơn và thành công kết quả cho Chúa trong tương lai trong những ngày phía trước Amen, Amen. 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 xin Chúa ban phước hồi thánh